Rồi, bà Ba con cô. cô bác cùng quý vị, dạ xin mời ngài nữ nghệ sĩ nhân dân cô Lệ Thủy sẽ vào thắp hương cho bác Sáu. Thay lời gia đình chân thành cảm ơn tấm chân tình của hội sân khấu thành phố cũng như nhà báo Thanh Hiệp và nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy cũng đã nhân chút thời giờ quý báu đến để thắp hương chia buồn với gia đình trong đêm tang lễ cuối cùng của bác Sáu, nghệ sĩ Văn Hường. Xin cảm ơn rất nhiều. Con gái lại đây. Hôm nay thì cô Lệ Thủy đến đây để chia buồn cùng với gia đình. Phải nói là cô vì hồi đó đó là Lệ Thủy còn nhỏ cho nên là cái kêu đáng lẽ hát chung với nhau á, tại vì Lệ Thủy với chú Văn Hường á là về đoàn Kim Chung lúc Lệ Thủy mới 14 tuổi hà, hai người hát trong cùng cái vở tuồng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Thì Lệ Thủy đóng vai Tố Tâm, còn chú Hường thì đóng vai Thư Đồng. Thì nghệ sĩ nhau đó đã phải kêu là anh với em, nhưng mà tại sao không biết sao kêu chú Văn Hường bằng chú không à. Cái ông nói em đừng có kêu anh bằng chú, tôi nói trời ơi tại vì ông có râu cho nên là tôi phải kêu ông bằng chú chứ. Cái là nói vậy chứ mà sao kêu quen hoài cho tới bây giờ gặp là chú Hường, gặp là chú Sáu, chú Hường không. Thì hôm nay cô Lệ Thủy đến đây khi mà nghe nghe tin là chú Sáu mất thì phải nói là trong giới nghệ sĩ thì giờ cũng không còn ai nhiều, cũng cái đám mà cỡ như cô rồi với mấy chàng chàng với nhau gì thì cứ lần lượt ra đi. Khi mà nghe tin chú Sáu đi thì phải nói là cũng buồn lắm, là tại vì cũng mới gặp nhau lần cuối là khi mà đi tạc tượng, trong cái người ta tạc cho mình cái tượng như Tô Anh Nguyệt rồi chú Sáu cái hình đó đó. Thì gặp nhau cũng nói chuyện cũng kể mấy cái chuyện này với nhau rồi mà bây giờ thì cứ mỗi người lớn rồi phải sanh phương, phải làm người thì chỗ đi chỗ này chỗ nọ để hát để lo kiếm sống thì cũng không gặp nhau thường, nhưng cũng có hỏi thăm sức khỏe với nhau thì cũng được biết là chú Sáu cũng thường xuống uống cà phê với anh Minh Dương, trong cái cà phê của Minh Dương, nhưng mà Lệ Thủy thì đàn bà đâu có lỡ uống cà phê hoài thì cũng có hỏi thăm vậy thôi. Thì cho nên hôm nay để được tin chú mất thì đến để chia buồn cùng con với gia đình. Cô Lệ Thủy cầu mong là hương hồn của chú Sáu sớm về nơi đất Phật. Con dâu, con gái đó. Cô Thủy đó. Buồn nhất ta chụp chung tắm cái con gái lại đây. Cảm ơn cô nhiều. Đáng lẽ hôm nay á, là cũng lợi để mà tiễn đưa để ca vài câu, nhưng mà hôm nay cô quay chương trình Bước Chân Thế Hệ tới 2 giờ sáng cho nên là thôi thì chia buồn cùng gia đình với tụi con nha.
cố gắng nha con. Dạ cô ơi, và con cũng xin thay mặt gia đình, con xin chân thành cảm ơn cô và anh Hiệp. Không có gì đâu con, tại vì cũng xa xôi rồi, cũng không có đến thì đến nhanh được. Cô phải làm chương trình xong hôm nay cô mới đến, thì cũng nhà này dốt để tuyển người chú sáng. Dạ con ha, cố gắng vượt qua nha con. Cô thủy này. Bây giờ tới.